Rồi mọi người chào chào đi nè. Huy Huy chào đi. Huy ơi, chào chào mọi người con. Huy. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Huy mới đi đâu về đó? Huy mới bắt ốc nha các bạn. Đâu cho xem được không? Cho các bạn xem được không? Nè. Đâu? Wow. Đâu các nữa các bạn. Nè. Hôm nay mình bắt được hai con ốc to. Đâu cho mọi người xem với, cho các bạn xem với. Wow, đã quá ta. Rồi những con ốc này về làm cái gì đây mọi người? Nó xào mì tôm hả? Xào mì tôm. À. Xào mì tôm ngon hơn. Xào mì tôm ngon. Huy chạy tới đi lên. Nó rồi, chào mọi người nha.